Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review các đôi giày khá đặc biệt luôn. Đây là đôi giày Max 97 nằm trong bộ sưu tập là On Air. Và đây là phối màu tượng trưng thành phố Seoul của Hàn Quốc. Nói sơ qua về đôi giày này thì đây là đôi giày Max 97 và nằm trong cái collection là On Air. Thì cái collection này là cái collection khá hay. Cho cái ngày Max Day của năm nay thì là Nike tổ chức một cái sự kiện rất là lớn, tượng trưng cho 6 thành phố lớn ở trên thế giới là Paris, London, New York, Tokyo, Seoul, Shanghai, là Thượng Hải. Thì Nike sẽ tổ chức những cái chương trình là thiết kế những cái ý tưởng để tạo ra những đôi giày khác nhau theo những cái thiết kế khác nhau, dựa theo những cái thành phố đó, những cái gì đặc trưng của đất nước đó, những cái ý tưởng sáng tạo về đôi giày. Thì các ban giám khảo của Nike sẽ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất. Thì 3 cái thiết kế đó đại diện những cái thành phố đó thì sẽ được những cái fan của Nike ở những cái đất nước đó để mà bầu chọn ra cái người chiến thắng. Thì đây là một cái bản mẫu thiết kế chiến thắng của thành phố Seoul của Hàn Quốc. Thì cái người thiết kế đôi giày này là Shin Wang. Thì đây là một nhà thiết kế khá là trẻ và đã thiết kế ra đôi giày này. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái hộp của đôi giày này. Thì cái hộp của đôi giày này là một cái hộp hoàn toàn màu đen bóng và nó có chữ Nike On Air ở đây, theo được thiết kế theo một cái phông khá là hay. Tất cả các mặt khác là màu đen thôi. Thì ở đây có một cái logo Nike màu trắng được in lên. Rồi ở đây có một cái contact chính thức của đôi giày này là ghi là Nike Air Max 97 OAGS và size của mình là size 8. Mã của đôi giày này là CI1503001 và giá retail của nó là $200. Và đôi giày này là made in Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ mở đôi giày này ra thì nó sẽ có một cái tờ giấy bọc rất là hay. Ôi, trước tiên thì mình phải nói đến cái thiệp này đã. Cái mặt trước của cái thiệp này thì là một cái dòng chữ Hàn Quốc, mình cũng không hiểu nghĩa của nó là cái gì. Nhưng mình cầm ngược, có những cái logo Nike được đổi màu ở đây, rồi có những cái cờ Hàn Quốc ở đây. Mình không hiểu cái chữ này là chữ gì, thì bạn nào biết thì có thể comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Rồi mặt sau thì là một cái thư được viết bằng tiếng Hàn Quốc luôn. Ở đây có chữ ký của nhà thiết kế đôi giày này là anh chàng Shin Wang đó. Rồi có một cái dòng trống ở đây để mình viết thư lại hay sao, rồi viết một con tem. Thì có thể ở đây sẽ là một cái giống như kiểu là thư phản hồi hay gì thì mình không hiểu. Thì bạn nào biết được chữ Hàn Quốc ở đây thì có thể cho mình biết ở phần comment ở phía dưới nhá. Rồi tiếp theo là có một tờ giấy bọc. Thì cái tờ giấy bọc là màu trắng và trên đó là cái phông chữ, thì là những cái thành phố mà có cái contest này. Thì đây nó ghi là London này, rồi New York City này, rồi Seoul, Paris, nói chung là tất cả các thành phố khác. Rồi trong đó là hai đôi giày thôi. Thì quay trở lại đôi giày này thì cái mẫu thiết kế này là một trong hai cái mẫu thiết kế mà mình muốn cóp nhất. Cả hai cái mẫu thiết kế này đều là Air Max 97 hết. Đôi giày này là của Seoul, Hàn Quốc, còn một đôi giày kia là của Shanghai, là Thượng Hải. Hai đôi giày này là hai đôi giày hot nhất trong cái collection này và có giá trị resale cao nhất. Đôi giày này có giá trị resale hình như vòng là khoảng là $280-$300. Còn đôi giày Shanghai kia thì có giá resale bây giờ là crazy rồi, mình nghe nói là đến $600 rồi. Thì đó là một đôi giày cực kỳ độc luôn, nó phải nói là rất độc. Nhưng mà để mà đôi giày mà dễ đeo mà catch on eye nhất thì mình nghĩ đôi giày này vẫn đứng trên hơn. Thực sự thì khi mà mình không quá quan tâm đến vấn đề resale, nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái collection này thì cái đôi giày này là mình ấn tượng nhất.
Đó là lý do vì sao mà mình rất muốn cóp đôi giày này. Và mình đã cóp được giá retail ở trên website của Nike. Thì phải nói là khá là may mắn. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào review về đôi giày này. Thì cái tông màu chủ đạo của đôi giày này là một đôi màu đen. Và cái ý tưởng thiết kế lên đôi giày này chính là nói về đất nước Hàn Quốc. Thì cái phối màu đen thì các bạn có thể thấy được là nó muốn nói về là cuộc sống về ban đêm, về buổi tối. Những cái họa tiết ở trên đây là màu trắng, màu xanh rồi màu đỏ là tượng trưng cho những cái ánh đèn neon, những cái ánh đèn quảng cáo ở trên đường chiếu xuống. Ngoài ra thì cái phối màu ở đây là màu trắng, màu xanh và màu đỏ ở đây. Đây là tất cả những cái phối màu mà đã xuất hiện ở trên lá cờ quốc kỳ của đất nước Hàn Quốc. Thì phải nói là một cái thiết kế rất là hay. Mà đặc biệt ở đây nữa, cái điều mà mình thích nhất ở trên đôi giày này chính là cái Nike Swoosh ở đây. Ở bên này thì không có cái Nike Swoosh đó. Nó vẫn là cái Nike Swoosh nhỏ giống như những trên đôi Air Max 97 bình thường thôi. Nhưng mà ở ngoài thì là một cái oversize Nike Swoosh rất là đẹp. Thì cái Nike Swoosh này nó làm theo kiểu oversize. Nhưng mà ở đây là cái miếng da này họ dán vào. Còn ở đây thì họ dùng nguyên một cái Nike Swoosh dán thẳng lên rất là đẹp. Và nó có màu là màu da cam, màu neon. Ngoài ra thì cái chất liệu ở trên này nhìn cũng khá là hay. Chất liệu rất hay mà rất là gần gũi luôn. Nhưng mà bên trong thì là một miếng da lộn dán vào. Thì nó khá là ấn tượng. Rồi ngoài ra thì cái thiết kế của nó thì vẫn là cái thiết kế kiểu Air Max 97. Nghĩa là có những cái layer khác nhau được chạy vòng quanh uốn lượn như hình cái sóng chạy vòng quanh đôi giày này. Thì ở đây nó có 3 chất liệu khác nhau. Chất liệu ở dưới này thì là đen bóng này. Đó, nó chạy vòng quanh đây. Rồi trên này thì là một chất liệu da khác được chồng lên 2 layer khác nhau. Nhưng mà ở trong này thì là cái lớp màu trắng này thì là một lớp vải được thêu lên. Nó cố tình thêu kiểu sần sần, nó khá là hay. Rồi có thêm một cái lớp màu xanh này thì là lớp bằng nhựa, nhựa bóng được phủ lên đây. Rồi lại là một lớp vải trắng nữa. Rồi cuối cùng là một lớp nhựa màu da cam. Nó có 3 lớp được chồng lên nhau khá là đẹp. Thì quay trở lại với cái Nike Swoosh thì nó là một cái Nike Swoosh được làm theo kiểu oversize và họ chạy từ đây đến đây. Nhìn nó rất là sáng tạo. Ngoài ra thì nó có một cái lỗ nhỏ ở góc này, có một lỗ nhỏ ngoài này luôn. Thì hai cái lỗ nhỏ này là những cái điểm đặc trưng của những đôi Air Max 97. Nó tạo nên cái độ thông thoáng khí để có cảm giác như là khí nó thoát ra chứ nó không cảm giác là bí. Ở phần gót của đôi giày này thì vẫn là cái pu tab. Nhưng mà pu tab ở phần cuối này thì có một cái chữ Hàn Quốc được thêu nhỏ màu đen ở đây. Quay đến phần dây giày là dây giày của đôi giày này là dây giày loại tròn nhưng mà loại dày dẹp. Và nó có những cái lỗ màu trắng được chạy quanh cái dây giày của đôi giày này. Ngoài ra thì phần lưỡi gà của đôi giày này cũng khá là ấn tượng. Nó có một cái pu tab nữa ở đây. Rồi cái phần lưỡi gà thì là lưỡi gà khá là dày và được thêu bằng một lớp vải cũng rất là dày luôn. Cái lớp vải này là cái lớp vải thêu, nó giống như cái lớp vải ở đây nhưng mà ở đây màu trắng thì ở đây là màu đen. Ở phần này thì có chữ Seoul là tượng trưng cho là cái thành phố Seoul của Hàn Quốc. Còn ở đôi bên phải thì là một cái logo Nike. Quay đến phần midsole của đôi giày thì phần midsole của đôi giày là một cái lớp Air Unit Full từ đây đến đây luôn. Thì như các bạn đã biết là đôi Air Max 97 này là đôi giày Air Max đầu tiên mà có full length Air Unit luôn. Trước đây thì những đôi Air Max trước đây thì nó chỉ có cái lỗ nhỏ Air ở đây thôi. Còn ở đôi Nike Air Max 97 này thì nó là chạy hết luôn từ đây sang đây. Thì nó là một bước đột phá về ngành công nghệ của Nike. Nó chuyển hướng đến sau này là những cái phiên bản hoàn toàn khác nữa. Đặc biệt là phiên bản của năm nay là phiên bản Air Max 720. Thì là nó là một lớp Air Bubble lớn nhất từ trước đến nay. Thì mình đã từng làm một cái video review về đôi giày này rồi. Nếu mà bạn đã chưa xem thì xem được link ở phía trên nhé. Quay đến phần outsole của đôi giày thì là phần outsole cơ bản của Air Max 97 thôi. Nó là một lớp cao su màu đen hoàn toàn. Và nó có một cái logo Nike màu đỏ ở đây. Có một thiết kế theo cái ngôn ngữ thiết kế của trên toàn đôi giày này. Thì đến bên trong đôi giày là cái insole. Thì cái insole này nó khá là dị luôn. Nếu mà những cái insole bình thường thì nó chỉ là chạy đi đúng theo cái khớp của đôi giày thôi. Nhưng mà cái insole này thì nó rất rất đặc biệt luôn. Hai cái insole của hai đôi khác nhau thì là hai cái insole được in theo hình hai cái khác nhau. Ở đôi bên trái thì là có một cái kiểu in khá là dị. Và cuối cùng là một cái logo Nike Swoosh màu trắng. Đó. Rồi ở bên phải thì cũng là cái thiết kế kiểu như vậy. Và nó có chữ in chữ là Seoul. Nhưng mà ở cái phần insole này thì có một đặc điểm rất là hay. Nó rất là dị. Đây là cái insole đầu tiên mà mình nhìn nó kiểu như thế này. Nó không có thẳng nha. Nó không có thẳng mà nó là có một đường gồ lên như thế này. Mình cũng không hiểu được cái thiết kế nó là làm sao.
Đó, ở mặt sau bạn thấy rất là rõ là nó gồ lên kiểu này. Nói chung là cái phiên bản này nó thiết kế khá là dị. Nó không đi theo một cái ngôn ngữ thiết kế nào. Nó là một cái chương trình thiết kế sáng tạo mà. Thì các nhà thiết kế thì họ có thể là thỏa sức sáng tạo với đôi giày này. Thì đó là lý do vì sao mà thiết kế trên đôi giày này nó khá là lạ và nó rất là độc. Thì phải nói là mình rất là thích đôi giày này. Nó rất là hay và nhìn nó khá là đơn giản. Nó không có quá là lằng nhằng khối màu. Đôi giày này có thể là đeo vào cuộc sống đi lại bình thường, nó cũng rất là bình thường. Nó không có gì gọi là quá là nổi bật, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó rất là hay ở trong đó. Quay trở lại với cái contest on air này thì nó làm cho mình liên tưởng đến cái contest làm ra đôi Sean Wonderspoon. Thì nó cũng là một cái contest mà chọn ra những cái nhà thiết kế để mà thiết kế ra những cái đôi giày, rồi đưa ra cho tất cả những cái Nike fan bình chọn và chọn ra một đôi giày giành chiến thắng và sản xuất phiên bản thương mại cho đôi giày đó. Thì đây cũng là một cái phiên bản nó na ná kiểu như vậy. Và rất là đáng tiếc là cái collab giữa Nike và Sean Wonderspoon đã kết thúc, nhưng mà hy vọng là đây sẽ tiếp tục phát triển cái phiên bản collab kiểu như thế này. Phải nói là nó rất là đẹp luôn. Quay trở lại với size của đôi giày này thì giống như bao đôi Air Max 97 khác thôi, mình recommend là đi nửa size xuống. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy muốn rộng rãi thoải mái hơn một xíu thì các bạn nên đi true size. Theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình đi nửa size xuống hơn, tại vì mình cảm thấy nó fit hơn. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ đôi giày này. Một đôi giày đang rất là hot, mình biết là bên Việt Nam các bạn đang rất là ngóng đôi giày này. Và đây phải nói là một trong những đôi giày mà mình mới nhận được và mình muốn review ngay. Thì đây là cái video review mà mình review về đôi Air Max 97 phiên bản là Seoul này. Thì các bạn nghĩ sao về đôi giày này thì cho mình biết ở phần comment ở phía dưới nhé. Ok, thì cái video ngày hôm nay kết thúc đến vậy thôi. Thì nếu bạn thích cái video của mình thì nhớ là like and share. Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình. Thì nhớ là bấm vào cái chuông nhỏ dưới cạnh cái nút subscribe để mà cập nhật những cái video mới nhất mình mới up lên. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.